Xin chào mọi người. Mừng mọi người đến với kênh của mình, Betty Channel. Hôm nay mình đi mall, dọn dẹp nhà cửa xong rồi đi mall. Rảnh mới đi mò, đi vô mò chơi. Forever, Forever 21. Đây là nó, đây là cây cái thùng bán kẹo 50 cent một cục. Những cái mấy cái thùng bán kẹo tự động, ta tự động bỏ tiền bỏ cent vô rồi vặn một cái là nó chui ra, nó lọt ra. Nó này bán đồ chơi, đồ chơi 75 cent. Cái này đổi đổi sen đó, trên đổi tiền mặt ra tiền sen, tiền lá tiền giấy ra tiền sen. Đây là bất tiện áo quần đĩa nón tên của tiệm. Buồn buồn, mẹ vô lựa đồ trong Forever, buồn đi lang thang xin mò. Bây giờ mọi người ta được được gỡ khẩu trang. Mọi người không cần phải đeo khẩu trang như trước nữa. Vẫn có một vài người đã thích đeo khẩu trang. Mát mẻ, vô đây mát mẻ trời. Nay trời nóng 90 mấy độ, vô đây mát mẻ. Dạo, ông mua gì nhưng mà vô đây đi vòng vòng, cái lòng vòng dạo chương. Tiệm này là bán sữa đồ, sữa khô. Đó, chỗ đây là chỗ ngồi của đó,
đó là chỗ ngồi của ngồi nghỉ. Chỗ ngồi nghỉ này là mình gặp cà phê bán cà phê, quầy nghỉ gặp quầy bán cà phê đó, này là chăm sóc áo quần. Ở ngoài này bán trang sức. Sham Chinese. Bán bò lông biển. Gips nè, gips. Chữ gips như chó luôn. Đó, cái này bán gấu bông và lưu niệm như này nọ. Vô đây coi có gì luôn. Có gì vui. Dễ thương. Dễ thương. Quay mặt lại cho. Dễ thương. Sao là áo quần có hai con nhỏ vô mua đồ rồi đi ra vô tiệm người ta phá rồi đi ra. Đi vòng vòng uống hết ly cà phê rồi đi về. Đi vòng vòng vô mall uống hết ly cà phê rồi đi về. Ok. Quay đó được chưa? Này bán sale hả?